Ba ngày sao? Anh Thẩm đã gọi điện thoại cho tài xế. Anh ta không muốn làm phiền tài xế, muốn tự mình đến lấy. Túi vậy, bố đó là tôi dùng phần mềm lắp ráp mô hình làm ra, hoàn toàn không để đánh tráo nó. Có gửi cho công ty in hình 3D, bảo bọn họ chế tạo ra lắp ráp mô hình của túi vải bố trong đó. Tôi biết đây là việc không có hiệu quả, bởi vì trí nhớ về hình ảnh của tôi không tốt đến mức có thể khiến tôi làm ra nó không sai tí nào, nhưng tôi không thể lý trí bấm tắt phần mềm. Tôi biết Thẩm Nghi Du lấy được túi vải bố chắc chắn sẽ nhận ra nó là hàng giả. Tôi cũng không biết, nếu như là lúc trước chắc Thẩm Nghi Du cũng vui cười, nhưng bây giờ tôi không thể chắc chắn phản ứng của anh ấy. Nhưng tôi muốn gặp Thẩm Nghi Du cho anh ấy lấy đi. Vâng, cuộc họp diễn thử chủ bị sẽ bắt đầu sau 15 phút. Tôi sẽ có cần tôi giúp anh thắt cà vạt không? Cái thứ ngân hàng giả tạo. Xin ngài nhất định phải mặc lễ phục trong buổi diễn thử. Không cần. Như vậy, chừng mực chưa? Chuẩn lắm, boss. Đúng rồi, vừa nãy cô Lý có gọi điện thoại đến hỏi gần đây anh có rảnh để tôi với cô đi không? Lily à, tháng trước anh và cô Lý đang ăn cơm thì cô Lily tự dưng xuất hiện giữa chừng. Lo mua hai căn hộ gần đó, cô ta cũng có mặt. Tôi không rảnh. Vâng. Dưới đây bắt đầu giới thiệu chi tiết về tình hình ngân hàng tham gia buổi diễn thử. Hình như cậu nhầm rồi, cái này không phải của tôi đánh rơi đâu. Ngân hàng này đang giới thiệu về tình hình ngân hàng tham gia buổi diễn thử. Tôi đang nghe, còn có vấn đề gì không? Tôi nghe điện thoại cái đã. Cậu cứ nói tiếp đi. Sao vậy? Không phải của tôi đánh rơi, nhưng vẫn cảm ơn cậu và còn nhớ việc này. Không cần cảm ơn, tôi còn tưởng nó là của anh. Cậu tìm được nó ở đâu vậy? Ở phòng khách. Có khi nào là người khác bỏ quên trong phòng khách của cậu không? Cậu hỏi người khác thử xem. Tôi vẫn để nó ở chỗ của tài xế. Lần sau cậu đến thành phố C, có thể lấy được nó, được không?
Nếu được thì tôi cướp máy trước đây. Khoan đã, hay là anh tự đến tìm đi. Tôi chuẩn bị bán căn nhà này. Bán rồi là không tìm lại được nữa đâu. Cậu mua nhà mới rồi sao? Nhưng tin tức đó quả nhiên đều là sự thật. Ừ. Chúc mừng cậu nha. Nhưng dạo này tôi không rảnh. Không sao, tôi có thể đợi. Ngày 7 tháng 8 là đại thọ 90 tuổi của bà nội con. Bất kể con có lịch trình gì cũng nhất định phải có mặt. Con biết rồi à? 3 ngày rồi, mình vẫn chưa nhận được tin của anh ấy. Hơn 1 tháng, hai đứa mình chưa gặp mặt nhau. Trước giờ chúng ta chưa xa nhau lâu đến thế. Làm không được. Nếu mình thật sự có thể làm ra một cái túi y chang cái cũ, vậy có thể Thẩm Ghi Du cũng vui lại không? Có phải anh ấy đã đồng ý ăn một bữa cơm với mình, hoặc là tìm một nơi dạo phố giống như lúc tụi mình mới quen nhau như vậy không? Chắc là khó lắm. Anh trai, chào anh. Đi đi, cùng chúng ta đi dự tiệc mừng thọ của bà nội. Bà nội rất thích chị ấy. Tôi có thể tự mình đón xe về khách sạn. Ừ. Lý Thù, anh có thể dừng lại một chút không? Sao anh cứ mãi làm việc như vậy? Bởi vì anh có công việc. Anh dành căn hộ mà Lily muốn mua. Anh có chút gì muốn bày tỏ sao? Căn hộ là của anh mua. Đó là em có muốn mua căn hộ, cần tham khảo ý kiến của anh nên anh mới đi. Anh không có ở đó, coi như là chủ động từ bỏ quyền mua căn hộ. Còn anh, sau khi tham quan căn hộ, thấy nó phù hợp tiêu chuẩn của anh, cho nên mới ký hợp đồng mua nhà. Trình tự mua nhà của anh xảy ra vấn đề gì sao? Không có. Em còn về giám đốc bất động sản dẫn ai đi theo, hình như đâu có liên quan gì đến anh. Nếu vị khách của tôi, của cô ta có bất đồng ý kiến về việc anh mua nhà, vậy thì có thể giao tiếp thẳng với giám đốc bất động sản. Sao mà có người chịu nổi anh? Chúng ta không có chỗ nào hợp nhau cả. Vậy anh yên tâm, tôi sẽ không mặc giày quay về làm tìm cậu đâu. Mình và Thẩm Nghi Du quen nhau lâu như vậy, anh ấy nói lời nặng nhất với mình cũng chỉ có 2 câu này thôi. Lúc đó nhìn anh ấy đau buồn đến thế, nhưng mình lại không biết tìm cách nào mới có thể khiến cho anh ấy hết đau buồn. Tốt, tốt, đều là
mấy đứa trẻ ngoan. Cha mẹ qua đó nói chuyện một chút, tụi con cũng có chuyện với nhau. Anh à, làm việc xong chưa? Chuyện gì? Nhân Lily. Nhân Lily đi toilet, anh thành thật nói với em đi, cảm thấy cô ấy như thế nào? Câu hỏi của em có thể chính xác hơn được không? Bình tĩnh, bình tĩnh, anh ấy chính là kiểu người như vậy. Ý em là anh đã độc thân nhiều năm rồi, bộ anh không nghĩ đến yêu đương một lần sao? Lily và anh rất xứng đôi. Cô ấy và em tốt nghiệp trong chung trường đại học, cũng là học vị pha học máy tính. Tuy cuộc hôn nhân trước của cô ấy đã chịu nhiều đau khổ, nhưng rất kiên cường, bụng dạ cũng hiền lành. Mẹ thích cô ấy lắm. Lý Thi Sang, anh đang yêu đương. Anh đang yêu đương sao? Với ai? Là tiếng của Thẩm Nghi Du. Có người hỏi cậu, độc thân phải không? Có chấp nhận lời theo đuổi không kìa? Anh sao vậy? Chấp nhận chứ. Rốt cuộc anh bị sao vậy? Thẩm Nghi Du, anh đi trước đây. Con người này đúng là Thẩm. Hôm nay tôi rất vui, mong đợi lần gặp mặt tiếp theo nhé. Tôi cũng vậy. Trò chuyện cũng khá vui vẻ, nhưng cuối cùng cậu ta cũng không đồng ý mình đem thiết bị của cậu ta tham gia triển lãm. Chỗ này nhìn quen quá đi. À, thì ra đi tới chỗ này rồi, nơi ở của cha mẹ mình. Từ khi ra đời, tôi được giao cho bà ngoại chăm sóc. Lúc 7 tuổi mới tới thủ đô học tiểu học ở ký túc xá giáo viên trong trường của mẹ. Thẩm Nghi Du, con nhất định phải cố gắng học hành, tương lai làm cho một người giỏi giang, có tiền đồ. Cha mẹ của tôi rất bận, không có nhiều thời gian chăm sóc tôi, nên thường hay ở cạnh nhiều bảo mẫu khác và đi xuyên suốt thành phố học ở các trường khác nhau hoặc học ở nhà thầy cô. Từ trước tới giờ họ chưa từng quan tâm tôi, nhưng lại yêu cầu tôi nhất định phải ưu tú. Trong 3 năm yêu đương với Lý Thù, tôi từng có khoảnh khắc cho rằng bản thân đang học được yêu đương. Tôi từng cho rằng bản thân
tìm được một người yêu. Cậu ấy sẽ khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng về sau, tôi phát hiện đó chẳng qua là một khát vọng về tình yêu nên nảy sinh ảo giác. Mẹ, hôm nay con có tới thủ đô công tác, ngày mai sẽ về thành phố C đó mẹ. 10 phút sau, mẹ, hôm nay con tới thủ đô công tác, ngày mai sẽ về thành phố S. Cho nên nói, bà ngoại luôn kỳ vọng quan hệ của mình và mẹ có thể thân thiết hơn. Đây đúng là một nguyện vọng quá ngây thơ. Cho hỏi khi nào tôi tiện tới tìm cái ví. Anh muốn khi nào tới? Chưa dù tới cũng chỉ có thể ở lại một ngày thôi. Chắc tôi cần ở nhà cậu tìm sáng đêm đó. Căn nhà đó anh tìm sáng đêm cũng chưa chắc tìm được hết. Anh chắc chắn chỉ có thể ở lại một ngày sau. Giọng của Lý Thù lạ quá vậy, hình như có tiếng vang nữa.